Nhà bà nữ và chị em là hai bộ phim mà có doanh thu rất là cao, và phim phải có chất lượng thì mới có doanh thu cao được. Cái đầu tiên là mong muốn nhất là nó sẽ hòa vốn, sau những ngày hòa vốn là sẽ những ngày mà mình được thoải mái ạ. Và Văn Khoa xin được gửi lời chào yêu thương nhất tới tất cả quý vị khán giả của Molly Star. Bao nhiêu thứ dồn nén thì tới ngày hôm nay cảm xúc nó đã dâng trào và nó bung ra hết rồi ạ. Thật sự bây giờ cảm giác của Khoa rất là sung sướng và hạnh phúc. Hồi nãy thấy quay xong thấy hiệu ứng của mọi người, thật sự muốn khóc. Mỗi bộ phim mình sẽ có những điểm nhấn để khi khán giả ra rạp xem theo anh, thì ở bộ phim này là điều gì ạ? Bộ phim này có rất nhiều điểm nhấn ạ. Đầu tiên là hài hước lầy lội, thứ hai nữa là nó có những thông điệp ý nghĩa, thứ ba nữa nó có những cảm xúc về gia đình, thứ bốn nữa nó có những cảnh đẹp ở Việt Nam mình, những cái mà ekip muốn cố gắng làm thế nào để có những góc quay đẹp nhất để cho mọi người biết, những ai chưa tới Phú Quốc sẽ biết được Phú Quốc mình đẹp vô cùng. Dạ, anh đã từng chia sẻ là đạo lý hot book liên quan đến đạo đi đầu tư làm phim, và nếu doanh thu không thành công thì sẽ coi như là thứ đổ bể, không biết con số như thế nào thì được xem là thành công và nằm trong kỳ vọng của anh ạ. Thật sự thì cái chi phí lúc đầu ấy thì cho tới ngày hôm nay thì nó phát sinh rất nhiều, bởi vì phim cũng bị dời lại rồi mọi thứ phải quảng cáo rồi về, còn nó phát sinh nhiều thứ lắm. Tới ngày hôm nay thì cũng chưa biết bao nhiêu cho đủ, khả năng là tới mai mới biết được. Nhưng mà đầu tiên thì Khoa chỉ mong nghe được quý vị khán giả hiệu ứng như vậy là Khoa rất là mừng rồi. Và cái đầu tiên là mong muốn nhất là nó sẽ hòa vốn, sau những ngày hòa vốn là sẽ những ngày mà mình được thoải mái ạ. Là một nhà đầu tư kiếm được những viên chứng không, được khán giả khá tò mò về việc cắt xê của anh Khoa được tính như thế nào ạ? Do là mình cũng tham gia sản xuất mà, cho nên là tiền cắt xê của mình thì chỉ là hương là hoa thôi, chỉ là một chút động lực thôi. Nice. Và thật sự là khi mà mình có một vai diễn hay, mình có một kịch bản tốt thì cái vấn đề cắt xê của mình ấy, mình có thể giảm đi rất nhiều, nó cũng là một cái bình thường thôi, bởi vì quan trọng nhất vẫn là vai diễn, vẫn là bộ phim mà mình gửi gắm được tới quý vị khán giả. Yeah. Vào đầu năm 2023 thì đường đua phim điện ảnh Việt khá là sôi động, cũng có vài bộ phim đã ra rạp như là Nhà Bà Nữ, Chị Em, có thể thấy là phim nào cũng thành công rực rỡ, đặc biệt con số doanh thu đầy ấn tượng. Nếu chấm trên thang điểm 10 cho phim Siêu Lầy Siêu Lừa, Nhà Bà Nữ, Chị Em thì anh Khoa sẽ chấm như thế nào ạ? Thì những phim mà được doanh thu cao ấy thì sẽ là những phim có thang điểm cao, bởi vì Khoa thật sự Khoa chỉ là diễn viên, không phải là một người có thể chấm điểm một phim khác được. Nhưng Nhà Bà Nữ và Chị Em là hai bộ phim mà có doanh thu rất là cao, và phim phải có chất lượng thì mới có doanh thu cao được. Chẳng ai nói rằng một bộ phim mà thắng lớn mà lại không phải là một bộ phim không chất lượng, phải có chất lượng thì khán giả mới ra rạp ủng hộ bộ phim mình được. Dạ, vậy anh có thể chia sẻ một chút về nguyên nhân về việc thay đổi lịch chiếu như là dời bên nhà sản xuất và đạo diễn cùng với nhà phát hành cũng muốn là bộ phim mình có cái tiếp cận khán giả nó được nhiều hơn, và đặc biệt là thật sự thì khi mà ra mắt ấy thì mình mới thấy được là có những cái mình cần chỉnh sửa, và ekip và cả Khoa cùng anh Hòa có ngồi lại với nhau quyết định là rời lại để mình làm thế nào cho sản phẩm mình chỉnh chu nhất. Và tới ngày hôm nay mọi thứ đối với Khoa nó không còn gì để hối tiếc nữa, và mình cảm thấy là mình rời lại là chính xác.